Quyền xin kính chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Hiện tại Quyền đang ở huyện Đông Cương, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Chúc ông bà cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Quyền đang ở đứng ở trước công ty nè ông bà cô chú. Hello. Đây lột áo ra. Còn Quyền thì Quyền mặc nhiều, đây Quyền lạnh. Trời hơi mát mát á. Ôm chiếc xe mới mua cho hết 80 tệ đó cả nhà. Nó hơi mắc. Chiếc container này là ở trước nó ngủ được, có chỗ ngủ luôn đó cả nhà. Thì chiếc này nghe nói anh Hồng Bá nói là tầm 30-40 vạn tới 100 vạn đó. Cỡ 3 tỷ mấy 4 tỷ tiền Việt Nam mình đó ông bà cô chú. Đó. Còn chiếc xe của anh Hồng Bá chỉ có 300 triệu thôi ông bà cô chú ơi, sao mà sánh với chiếc xe này được. Còn chiếc cái bằng lái xe của chiếc xe này là bằng A. Bằng A thì nó khó lấy lắm. Với lại muốn thi cái bằng này cũng 3-4 vạn. 3-4 vạn mới thi mà khó lấy nữa. Còn xe của anh Hồng Bá là cái xe nhỏ xíu đó, đó. Xe tải nhỏ xíu vậy á, lái bằng C. Muốn lái lên cái bằng C mà muốn lấy bằng này thì phải lên bằng B xong rồi mới lên bằng A. Nói chung mà phải mất 2-3 năm mới lên được bằng này. Mà cái bằng lái xe này từ 22 tuổi trở lên nó mới 22, 25 tuổi mới trở lên mới được thi á. Còn bằng lái xe C1 của bằng lái xe ô tô thì 18 tuổi là thi được rồi. Đó. Cái này là xe đường dài. Quỳnh nhìn cái bắp chuối này hoài cả nhà. Cao quá hái không được mà nó mọc ngoài đường. Ngoài đường thì mình hái được. Đây. Bắp chuối này nè. Bự bự lắm luôn á. Nó nở hết buồn rồi. Mình hái được. Mà cao quá hái không được. Quyền đang đợi anh Hồng Bá đi ra. Dây bài đặt bỏ tay vô quần nữa. Trời ơi. Đẹp trai dữ chưa. Bữa nay chủ nhật thì đơn hàng ít trong bọn trước tại mình sáng từ 2:30 bây giờ mới có đơn được, một đơn hàng duy nhất. Kệ, chủ nhật cũng có hàng chạy hàng, tại vì chủ nhật có công ty nó nghỉ hết á ông bà cô chú, thành ra là chủ nhật thường thì ít đơn hàng lắm, 1-2 đơn hàng à, cũng kệ đi. Xin chào ông bà cô chú. Cái kho này có giao tới Quảng Tây nè, Việt Nam nè ông bà cô chú. Dê nè, Quảng Xi Chén Trinh. Đó. Rồi có giao tới Việt Nam luôn. Ví dụ mà mốt Quyền có gửi, chắc Quyền lại đây Quyền hỏi. Lấy gì cho cha mẹ quà, ví dụ vậy á. Gửi đây, còn này là cái kho. Kho giao chỗ nào cũng có chứ. Anh Hồng Bá đang đi lấy hàng. Đó, đang lên hàng ông bà cô chú. Xe nâng này chạy như xe tăng nghe ông bà cô chú. Nhìn quá trời, đúng là nghề nghiệp mà. Bây giờ gì lên hàng xong rồi bà cô chú, bây giờ đi về công ty chiêu hội công sư mà đi về công ty lại.
是 kho hàng đây lớn. Đây ở đây có nhiều tiệm lắm. Này cảnh xe cảnh sát lấy cái tịch thu cái bàn mặt chuột đó ông bà con chú. Cái bàn để đánh mặt chuột á. Ở Quảng Đông này là đánh mặt chuột là bị công an bắt. Bắt tịch thu luôn cái mặt chuột, cứ bắt cười quá. Ở đây người ta thích đánh mặt chuột lắm. Trẻ miên kìa. Không mà. Cái bàn mặt chuột. Chim chó đánh mặt chuột bị bắt hay đánh bài bị bắt. Bây giờ tới công ty rồi cả nhà. Công ty này lúc trước là hàng nhiều lắm á, từ khi mà đổi chủ á thì hàng hóa ít lại. Đây là phòng làm việc, đưa đơn cho mấy cái anh tài xế lái xe, nhận đơn hàng nào đi chỗ nào á. Công ty này tới 6 lầu lận. Dẫn chuyển mấy cái hàng bự bự gì nè. Ôi bật ăn bật trước. Cái kho nó trống lỏng mà trời. Trời vậy đó ông. Bây giờ lấy xe đạp đi về. À, công ty này nó rộng lắm. Về mà ba nhớ, trực nhớ ra chỗ này có cái đồ lắp pin. Đó trên xe có đó. Lấy lắp cho dây nè. Ba nung cái nì đó. Cho coi dầu sơn viên. Ngày chủ nhật nè, đơn hàng ít nè, cho nên anh Hồng Bá nói mua cá về làm lẩu với lại ăn kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng luôn. Kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng là ngày 17 tháng 11 và lâu rồi. Do công việc rất là bận rộn cho nên là không có thời gian để kỷ niệm. Và lâu rồi vậy mà anh Hồng Bá cũng còn nhớ. Hai vợ chồng cũng không có bài vẽ gì, chỉ mua một cái lẩu cá về rồi hai vợ chồng cùng nhau ăn. Đơn giản như vậy thôi à. Cái ô liu ông bà cô chú. Vị ngộ quá à. Rồi. Có hến nữa em mời cô chú. Nè hến nè. Trung Quốc cũng có hến.这个价钱啊，够吗？肯定会中嘛，这样的。中吗？ 然后再点呢，对，这个不要，这个保证，对，再点，好，嗯，好劲，七十块，嗯，那个那种呢，那个那个十六，开的卖的呢，这个料 này ăn vô mới đầu thì nó cắn thì nó có vị chua. Xong vô tới cái lưỡi nó ngọt 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 ngọt. Cái ngọt nó kiểu mắc cười lắm. Ngọt kiểu giống như đường phèn vậy mà cô chú. Ngọt lạ lạ. Hơi bị chắc. Cắn vô thì hơi chua. Một chút xíu chua nhẹ. Xong rồi nó chát nhẹ. Vô tới lưỡi thì nó hơi ngọt. Cái mùi thì mùi này nghe quen quen ta, không biết diễn tả sao nữa. Bây giờ anh Hồng Bá anh làm cá không mà cô chú. Cái này gao thì liền rửa rồi, cứ mua ít ít nè. Bữa nay anh nói làm cái gì nè, kỷ niệm ngày cưới.
lãng mạn dễ sợ không? Lãng mạn hay lãng xẹt đi? Có mua mấy này hết hết mấy chục tệ, 70 tệ. Sắp Tết là đốt quá pháo bông hồi nãy giờ luôn bà cô chú. Chưa Tết là chơi pháo bông trước rồi đó. Nãy bắn pháo bông á, làm cho Yên giật cả mình luôn. Đó. Nhìn nó cũng khó nhìn lắm. Rồi, hết rồi. Hết rồi.